F không có gội đầu được không? Trong bối cảnh các ca mắc COVID-19 gia tăng chóng mặt, người F không ngập chìm trong các thông tin về cách chăm sóc và điều trị COVID-19. Người thì nói F không không nên tắm hay gội đầu bởi như vậy cơ thể sẽ yếu hơn, dễ bị COVID quật cho bệnh nặng, hoặc tắm gội thì dễ dẫn đến cảm lạnh, đột quỵ. Về thông tin bị COVID-19 có được gội đầu hay không, tiến sĩ Hoàng chia sẻ, người bệnh hãy lắng nghe cơ thể mình. Khi có bệnh mà cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường thì vẫn tắm, gội đầu. Mặc dù vậy, người bệnh cần phải tuân thủ các nguyên tắc như gội đầu bằng nước ấm, gội nhanh, gội trong phòng kín gió, có thể dùng các loại lá thảo dược như ngưng như, xả, bổ kết để gội. Lưu ý, không gội đầu vào thời gian quá muộn, không nên gội và tắm cùng lúc. Việc gội đầu trước khi tắm khiến cơ thể chưa kịp thích ứng với nhiệt độ nước, nhất là khi trời lạnh. Khi đó mạch máu dễ đông lại, co thành mạch khiến cơ thể mệt mỏi. Không nên gội đầu bằng nước nóng quá. Nhiều người cẩn thận nghĩ rằng nếu gội nước lạnh thì dễ cảm lạnh nên gội nước thật nóng. Thực sự thì khi gội nước nóng thấy ấm áp nhưng nước quá nóng sẽ gây hại da đầu, khiến da đầu dễ bong chóc tạo thành vảy gầu. Ngoài ra, gội nước nóng khiến tóc khô, sơ và dễ gãy. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!